cũng rất là nhát gái. Nhát gái hả? Thì đôi khi thì con cũng suy diễn thái quá nữa. Bây giờ ra đây tôi nói nghe nè. Sao? Đi ra đây. Nay không có hòa bình với ông được, cái nay gì? Bắt buộc phải gây lộn nha. Là gì? Thì cách thì muốn gây với ông vậy đó. Ủa tự nhiên kêu gây vậy? Để thích. Đàn trai tao đang ngon lành tự nhiên. Ủa đàn gái tôi cũng ngon à. Thẳng hay quăng nè. Dạ. Hỏi gì kỹ vậy? Kể tôi. Kể tôi. Vậy là con phải là người hướng dẫn đó. Trách nhiệm của con nặng nề lắm đó nghe. Lời đầu tiên Ân xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái đến chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Chào bạn nữ dễ thương phía bên kia ạ. Con họ tên là Nguyễn Hữu Toàn. Hữu Toàn. Dạ, con sinh năm 1996. Năm nay con 25 tuổi ạ. Hiện quá tại con luôn. Đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương ạ. Con làm gì? Dạ, con là một kỹ sư cơ khí ạ. Mời nhà gái. Không run con. Nắm tay cái này, truyền năng lượng. Rồi, con nói lớn lên coi nè. Dạ. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và bạn nam bên kia. Con tên là Phạm Như Quỳnh, con năm nay 24 tuổi, hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng ở Hồ Chí Minh. Dạ, hiện tại con đang làm ở quận 3. Quận 3 còn con ở quận mấy? Dạ, ở Tân Bình ạ. Ở Tân Bình, Tân Bình về Bình Dương có xa không nhỉ? Chắc con đi đường tắt không có xa, đi đường Củ Chi ha. Dạ. Đi qua cầu gì đó. Phú Cường. Phú Cường, dạ. Đúng rồi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái biết luôn đi. Dạ thì điểm mạnh của con thì theo mọi người nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Con thì không biết hút thuốc, rượu chè hay là cờ bạc. Còn điểm yếu? Dạ điểm yếu của con thì con hơi ít nói, hay quên nữa. Nói hay quên, kỹ sư hay quên là mệt lắm à. Dạ. Con cũng rất là nhát gái. Nhát gái hả? Thì đôi khi thì con cũng suy diễn thái quá nè. Suy nghĩ thái quá là sao? Dạ ví dụ như là khi mà con gọi điện hay nhắn tin cho ai á mà con không thấy họ trả lời thì con suy nghĩ là không biết là người họ có ghét mình không, họ rồi có thù mình hay không, họ như thế nào đó với mình mà họ không nghe điện thoại. Chắc là hôm qua họ giận mình lắm này kia đúng không? Dạ. Rồi mai mốt có người yêu á rồi là con lại nghĩ là hay là cổ đi với người nào này cái nọ hay sao? Dạ đúng mà. Thôi quay qua đây cô coi coi nè, cô coi coi hai bên. Thôi ơi đẹp trai sáng láng. Bây giờ ra đây tôi nói sao? Nè. Đi ra đây. Nay không có hòa bình với ông được, cái nay gì? Bắt buộc phải gây lộn nha. Là gì? Thì cách thì muốn gây với ông vậy đó. Ủa tự nhiên kêu gây vậy? Để thích. Đàn trai tao đang ngon lành tự nhiên. Ủa đàn gái tôi cũng ngon à. Đàn gái con nói điểm mạnh điểm yếu của mình con đi chú con. Huyền Linh. Trời ơi, nó xinh quá nha. Giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là người có lập trường vững vàng. Độc lập. Hòa đồng vui vẻ. Điểm yếu là gì nè? Điểm yếu chắc là cũng giống bạn nam bên kia là ít nói. Không, hai bạn không biết nói đâu. Bạn kia cái điểm yếu nhất của bạn là bạn suy diễn á. Con có suy diễn không? Dạ chắc cũng hơi hơi. Hơi hơi, hai đứa cùng suy diễn. Linh ơi. Mệt lắm á. Mệt lắm. Hai đứa suy diễn mệt lắm. Ừ. Đứa nào mà quên gọi điện thoại mà không nghe đó. Bắt đầu là không biết ông làm gì, ông đi với ai đây, không biết ông nghe. Còn cái người mà thấy gọi hoài nó. Mệt là cái gì, tôi gọi gì đây? Có vấn đề gì đây không? Rồi luôn căng lắm luôn á. Thôi bớt cái suy diễn đi nha. Đúng rồi, hai đứa đều phải bỏ cái đó đi mới nói được. Chung là bữa nay đàn trai cũng là trai tài gái sắc nha. Ê, chính xác là trai tài gái đúng sắc. Đúng rồi. Nói nghe nè con. Dạ. Con thích cái người con gái có một cái dáng vẻ như thế nào? Con thích một người có cái ngoại hình là cân đối, cao trên 1m52 là đủ rồi. Đó luôn. Mét nhiêu con? Nói chuyện dễ thương. 1m55. Dư sức luôn. 1m55 lận ông ơi. Dạ. Mắt mũi miệng. Con thích nhất là nhìn đôi mắt. Tóc hơi dài. Thẳng hay quăng nè? Dạ. Hỏi gì kỹ vậy? Kể tôi. Kể tôi. Hỏi gì tới quăng thẳng nữa? Kể tôi. Tôi muốn thấy tóc là dạ, được tóc rồi. Tóc dài là được. Tóc dài là được rồi. Con ghét nhất cái gì ở người phụ nữ nè? Dạ con thì không thích cái tính gì nè? Lừa dối, tính lăng nhăng. Có lăng nhăng, có lừa dối không? Chắc không có đâu. Chắc chắn là không. Ai đi hỏi chắc như vậy là không, phụ nữ ai lăng nhăng lừa dối? Trừ khi người đàn ông người ta gì này kia thôi chứ. Đúng không? Phụ nữ người ta chính chuyên lắm. À, gái. Dạ. Thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Như chú Yên Linh. Như chú Yên Linh. Như chú hả? Dạ. Đẹp hơn chú thì sao con? Chú Yên Linh cũng đẹp mà. Đây đẹp nhưng hơn mà chú. Người ta đẹp hơn chú thì sao? Càng tốt. Càng tốt. Da người ta trắng hơn chú thì sao? Không, mà con không thích con trai da trắng lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Hồi xưa chú cũng từng là hot boy. Được lắm à, đúng không? Bây giờ lớn tuổi thì nó cũng già cả, nó cũng xấu xí. Chú Yên Linh giống y chang như bà con á, là một người đàn ông của gia đình. Rồi, cảm ơn con.
gái xinh đẹp quá, có mấy mối tình rồi? À, dạ con từng trải qua 2 mối tình. Hai mối vậy là cái mối dài nhất là mấy năm? Chắc là 1 năm hơn con. Chia tay lâu chưa con? Dạ cũng cách đây 1 năm. Có sâu đậm lắm không? Chắc là hai bên chưa có thật sự hiểu nhau nên là tụi con quen một thời gian thì hai bên im lặng. Thì sau 1 tháng thì anh lại có người mới. À vậy mới hả? Im lặng tháng thôi có người mới rồi hả? Kỳ lạ thiệt. Mấy mối tình rồi? Dạ chú hả, thì con cũng hay hoặc là con chưa có trải qua mối tình hết à. Chưa có luôn hả? Dạ thì thời đi học thì con chỉ có thích 2 bạn do tính con hơi nhát, con cũng không có nói ra. Thôi con nắm tay bạn gái chưa? Dạ chưa, chỉ nhìn từ xa. Vậy là chưa có hôn, nụ hôn đầu tiên nào hết đúng không? Dạ chưa. Trời nhát dữ vậy trời. Vậy là con sao, con có nụ hôn đầu tiên chưa? Dạ có rồi. Có rồi, vậy là con phải là người hướng dẫn đó. Trách nhiệm của con nặng nề lắm đó nghe. Rồi đề nghị đàn trai là cái này mạnh mẽ lên chút xíu nha. Căng lên. Xin mời nhà gái có ý kiến gì? Dài. Đi với bạn bè đúng không? Bạn bè hả? Dạ con chào chú Viên Linh, cô Hồng Quân, bạn chào hai bác. Thì con thấy là anh bên này thì anh cũng hiền lành nhưng mà anh hơi nhút nhát, thì bạn Quỳnh em cũng hơi nhút nhát. Khi mà trong quá trình tìm hiểu ấy, thì em mong là anh chủ động hơn một tí. Thế là bạn em nó cũng hiền lắm. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ chị và các anh chị đồng nghiệp. Một cả nhà luôn ha. Trời, một đại gia đình luôn. Kính thưa chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, kính thưa MC Quyền Linh, kính thưa MC Hồng Vân. Dạ em xin chào anh chị. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là cha của cháu Nguyễn Hữu Toàn. Nói chung cái tiêu chuẩn của hai cháu đưa ra thì nó cũng gần như là tương đồng, gần như là giống nhau. Hai cháu cũng tạo điều kiện để mà quen biết nhau. Xin nói thật. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Hôm nay lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là một đóa hoa lavender. Đóa hoa này nó cũng tượng trưng cho cái tình cảm của anh, nó rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Anh hy vọng là nó sẽ giúp em có cái tinh thần thật là thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Dạ, em cảm ơn anh. Nói rất là hay luôn, mặc dù là chưa có người yêu. Anh gửi em. Dạ. Thì em cũng có một món quà, đó là một quyển sách mà em rất là tâm đắc. Thì em có ghi một vài câu mà em tâm đắc ở trong cuốn sách. Thì anh có thể... Anh xin phép được đọc hả? Dạ. Đúng rồi, đọc đi. Hãy nhớ cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn, mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm ơn ấy. Làm gì có đau khổ nào mãi không dứt được, làm gì có cảm xúc tiêu cực nào mà không thể nguôi được. Nếu bạn mất đi một điều gì đó, ông trời nhất định sẽ bù đắp khoảng trống cho bạn. Vì cuộc sống này có quy luật bù trừ mà. Đừng bi quan, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Cuộc đời này giống như một cuốn sách vậy, nó có thể ngắn nhưng nhất định phải hay. Rất là hay, cảm ơn. Dạ, không biết là anh đã đọc cuốn sách hay chưa? Mình thì rất thích những cuốn sách mà bestseller vậy, mà mình thì chưa đọc cái cuốn này. Dạ. Mình rất là cảm ơn. Mình... con hơn người ta 2 tuổi mà mắc gì con phải mầm mình, con xin anh. Dạ. Tại con thấy xương mình nó ấm áp. Anh dạ. Đi. Anh xin cảm ơn em. Dạ, em cũng vậy, cảm ơn anh nhiều. Mời hai bạn về ghế rồi chúng ta trò chuyện đi. Hồi nãy thì anh có nghe em nói là em không thích người con trai da trắng cho lắm. Vậy em có muốn anh là phải đắng cho đen bớt không? Không, em nghĩ da trắng như anh á thì ra nắng thì sau một thời gian nó cũng trắng lại à. Dạ. Kiểu như nó nhanh trắng lại á. Thì không biết là anh ở Bình Dương đó thì một tuần anh có thể xuống Hồ Chí Minh mấy lần? Bình Dương với thành phố thì cũng gần, anh có thể là xuống gặp em 2-3 lần gì đấy. Còn ngoài ra thì khi nào em cần thì anh sẵn sàng có mặt thôi. Chứ không phải khoảng cách không phải là vấn đề đấy với anh. Đó. Nếu như muốn thì mình sẽ có cách. Không biết là em có muốn về Bình Dương mình làm việc và sinh sống không? Nếu mà em và anh tìm hiểu thì sau một thời gian nếu mà tình yêu đủ lớn thì em sẽ đồng ý về Bình Dương. Không biết là em dự định là khoảng bao lâu nữa mình sẽ lập gia đình không? Dự định của em thì tầm 1 đến 2 năm nữa. Nó cũng trùng với dự định của anh. Rồi, bây giờ Toàn bước tới nắm tay bạn gái ha, hát tặng một bài hát nào đó. Dạ. Thì hôm nay anh cũng có món quà là một bài hát tặng em. Đó là bài Nắm Lấy Tay Anh ha. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu,
Hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Bạn gái đáp lại đi. Xin tặng anh với lại cô chú Huyền Linh. Đó là bà nếu được lựa chọn. Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ... Rồi. Nói chung là hai đứa hợp nhau vì chuyện hát hò đó. Bây giờ Toàn nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và mong muốn điều gì? Tuy đây là lần đầu tiên anh gặp em, nhưng là đó cũng là do cơ duyên. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn, vì và đồng hành với nhau qua những cái chặng đường khó khăn ở phía trước. Thì anh tin rằng là đi qua những ngày mưa, chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng này. Giống như anh nói thì em và anh đến đây cũng là một cơ duyên. Thì mình cứ cho nhau một cơ hội nào đó để cùng tìm hiểu. Nếu về lâu về dài, nếu mà được thì chúng ta sẽ cùng tiến tới hôn nhân. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Rồi, đây con. Để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3. Trời ơi, nó bấm đồng điệu luôn. Bấm rất đều với nhau. Trái tim cùng đỏ ao luôn. Trời ơi. Kính thức là các bạn đang hò với nhau. Nắm tay đi con. Đó, bây giờ coi như hôm nay là có gia đình của bạn gái đang xem chương trình. Mình xin phép gia đình bạn gái với gia đình của mình, hai bác với ba mẹ, cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa với người lớn những gì đi. Đúng rồi, với lại xin luôn nụ hôn đầu tiên của bạn này. Rồi, con phải cảm nhận nha. Dạ, kính chào hai bên gia đình ạ. Con xin hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc bạn, em bằng tất cả trái tim và trách nhiệm ạ. Dạ, hôn luôn con, đã xin rồi là hôn luôn. Dạ, con xin phép. Hôn đầu tiên đó. Từ từ chứ, không được. Đúng rồi, hôn lẹ quá, đầu tiên mà về là từ không từ ấn từ tượng. Từ từ nha, hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Để bắt hôn đầu lại hả? Hôn lại. Lâu lâu nha, để từ từ, rồi, để vô. Để nguyên nha, để nguyên, hít vô. Làm lại coi cho nó được coi, trời ơi. Chủ động vô. Chủ động vô, nãy nghe bạn gái nói không, chủ động lên. Có cái cặp kia, cái bạn nam á, bảo rất là khôn nha. Tại vì hôn bên đây hai cái micro nó đụng á, không có đụng được cái bản dòng quanh đây. Đó, qua bên đó nụ hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Không đây. Ấn tượng là không được đó. Cô nói đó. Vậy mà con còn chưa hiểu nữa. Đó, dòng qua đây. Rồi đó, hôn đi. Trời, nghe rồi đó. Nghe cái tức. Dễ thương lắm. Cặp đôi này với sự hỗ trợ của hai bên gia đình á, hy vọng rằng hai đứa sẽ cố gắng chăm sóc mối tình cho nó đẹp nha. Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á, em đã có vợ. Em có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Trời, chia buồn với em. Mất dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Quân, sinh năm 1988, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quân làm gì? Em làm nhân viên chế bản. Chế bản là sao? Làm mấy bản in anh. À, bản in nữa hả? In thùng cắt tông với lại offset nha. Rồi, còn mình giới thiệu đi con nào. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Hồng Vân cùng anh Quyền Linh, cùng toàn thể khán giả của chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Tâm, em và bạn nam này thì cùng tuổi. Quê của em thì là ở Thái Bình, còn hiện thì em là nhân viên kiểm soát nội bộ cho một công ty ở Bình Dương ạ. Rồi em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, nhiệt tình với lại các bạn. Nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh, nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân. Đấy là em khá là thẳng tính ạ. Rồi xin mời bạn trai. Cô
ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì làm việc nhà đều được, nấu cơm, nấu ăn, kho thức ăn rồi sửa việc đồ trong nhà đều được. Giặt quần áo rồi quét nhà, lau nhà. Dạ, dạ. Nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không? Dạ. Được không? Được ạ. Được, chăm sóc được. Ok. Em bé được ha? Dạ. Vậy là giỏi rồi. Có điểm yếu gì không Quân? Dạ, điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói xíu. Ít nói hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Một ạ. Một hả? Dạ. Dài không? Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á, em đã có vợ. Em có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Trời, chia buồn với em. Mất vợ, mất cả. Em có một vợ và một đứa con hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi ở với ai? Ở với em với lại bà nội. À, dạ. Là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. Rồi, chia buồn với em ha. Yeah. Thôi, nhà gái đường tình thay sao? Mình có mấy mối tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn Nam bên cạnh thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Em thì từ thời sinh viên thì cũng có 2 mối tình. Xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một bạn khác. Tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được lâu dài, bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp nên là không có giữ được cái chuyện đó ạ. Chào em. Dạ, em chào chị. Chị buồn với hoàn cảnh của em ha. Dạ, em cảm ơn chị. Mặt rất là hiền luôn á. Dạ. Nhìn rất là thiện cảm luôn á. Bé gái có đeo ba không? Dạ, có chị. Thương ba lắm hả? Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em á, thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì như vậy thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em. Và em cũng chỉ mong là nếu như mà hai người đến được với nhau á, thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn Nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn Nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ... Và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung ra được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Ít ra là về tính tuy nhiên tình là thì sao? Qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là... Map, em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. À, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì rất là hy vọng là bạn Nam không hút thuốc. Rượu bia thì em không có cấm đoán gì vì một cái người bạn trong tương lai, nhưng mà em cũng hy vọng là biết dừng đúng lúc, biết kiềm chế rằng là mình nên uống như thế nào, biết từ chối như thế nào ạ. Rồi, dạ. Em trai có thuốc không? Dạ không. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ anh. Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Thì cùng em xây đắp gia đình. Đơn giản vậy thôi hả? Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại ba em của em, ba em gái. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được đồng hành cùng anh tới chương trình này. Em xin nhận xét về chia sẻ với anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. Về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui vẻ. Cảm ơn ạ. Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Được sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em. Thì bạn đang ngồi dưới ạ. Rất vui là được gặp chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Cháu tên là Ly và cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ,
cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy, và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa. Còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này, trưởng thành rồi, và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông, em thấy là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé, có gia đình rồi, thì cái này thì là ở chị Tâm thôi. Nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian, cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị hợp nhau và có thể có một cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó, thì em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Chào. Chào ạ. Thì đến với chương trình anh có bó hoa và là Dạ, em cảm ơn ạ. Ủa, bánh tráng này là sao? Dạ, kẹo đậu phộng. À, đây là đặc sản của quê bạn mà. Đặc sản. À, cái này gọi là cái gì nè? Cú đơ. Cú đơ. À, cú đơ, cú đơ. Đến với chương trình thì mình cũng có chuẩn bị tặng bạn một cái chậu cây kịp tiền. Thực ra thì cái mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh đến cho bạn, cũng như là giúp thanh lọc không khí tốt hơn. Cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn trong cái thời gian bạn trưng cây. Em cảm ơn. Còn tờ báo này là gì em? Dạ, đây là bài báo viết về vợ em. À, viết về gì vậy? Thì cái nhật ký của vợ em để lại cho con đó anh. Dạ, thì báo đăng luôn à? Dạ, báo Tuổi Trẻ có đăng á. Mà sao báo viết là lại viết về vợ em? Dạ, thì hồi trước thì chị gái của em thì có chia sẻ cái câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn làm bên báo Tuổi Trẻ. Thì anh đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này. Đầu tiên xem nào. Một câu chuyện chắc là cũng được lan tỏa ở đây, thành ra mới được đăng báo nè. Mình xem nha. Chuyện đi anh. Không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy. À, thì nhà thì cũng có rồi mà dạ. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng, nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi, còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được cho gia đình 4-5 người. À dạ. Nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng Quân rất là hạnh phúc, đúng không? Dạ. Bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa? Dạ cũng có. Em có rồi đúng không? Dạ. Em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không? Có. Có đúng không? Bây giờ nè, mình bước tới, mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi. Hai bạn cũng lớn rồi, đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng, chính xác. Rồi, bước tới đi, nói sao cho cô ấy tin mình thôi. Quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào, một trụ cột của gia đình. Để lo cho cô ấy được rồi. Nắm tay nè, nắm tay em đứng lên đi cưng. Bé rồi. Thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình. Thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên. Thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ, cảm ơn anh, thì em thấy là cũng có duyên thì mới gặp mặt. Ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động, và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ rất là nhiều ạ, để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào, thì cũng thực sự là em vẫn còn khá là ngổn ngang. Nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt. Còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống trong tương lai. Vậy là hiểu vấn đề rồi đó, tức là bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng. Dạ dạ. Hả? Rồi về ghế đi các bạn. Dạ. Chứ đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thật sự chúng ta rung động, chúng ta hãy bấm nút. Bấm nút để cho nhau cơ hội, bấm nút để tiến xa hơn nha. Mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Một, chuẩn bị. 2 3
Chúc mừng các bạn. Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài kia vẫn còn sóng gió, vẫn còn ngổn ngang đó, nhưng ta biết đoàn kết với nhau, kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó, sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha. Và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp. Dạ, cảm ơn. Ok. Dạ. À, hôn nữa, quên hôn phải cái hôn đầu tiên. À, do anh xin phép hôn em một cái. Xin phép hai bên gia đình em được hôn bạn một cái. Hôn má đúng không ạ? Hôn má. Em nghĩ chắc không sao, cảm ơn. Dạ, em xin chào anh Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Em là Đặng Thị Như Ý, năm nay em 33 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Sao hồi hộp quá Như Ý? Rung quá, rung mà mình đang thấy rung. Nghe giọng mình nói hồi hộp, nó có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Nè, nắm tay chị gái cho hết rung. Như Ý làm nghề gì vậy Như Ý? Dạ, em là kế toán ạ. Thoải mái lên Như Ý ha, coi nhà trai nè. Dạ, em xin chào anh, chào khán giả và chào chị bên kia rồi và em gái bên kia. Thì em là Bùi Văn Trình, hiện tại là em công tác tại Trung học cơ sở Thành Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tức là thầy giáo dạy Tây Ninh luôn. Dạy môn gì là chính? Dạ em dạy sinh kỹ thuật nông nghiệp. Năm nay em 39 tuổi ạ. 39 bên kia 33. Thôi bây giờ mình nói qua tới cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ. Em điểm mạnh của em là em thiên về gia đình, nên là em sống với gia đình là nhiều. Em làm việc gì nó cũng chậm hết. Đó là điểm yếu của em. Làm kế toán đếm tiền có chậm không em? Dạ chậm, nó mới không khó tiền. Phải đếm chậm mới không lộn. Còn nhà trai nè. Thì nói chung em cũng nhiều cái đam mê lắm. Thì em nói điểm mạnh trước nha. Nói chung em thì cũng thích ca nhạc, thích chơi thể thao, thích chăn nuôi trồng trọt. Bây giờ nhà gái bên kia cho chúng tôi biết là đường tình duyên sao nè. Dạ. Dạ em chỉ có một mối tình chính thức thôi, còn mấy những mối tình khác thì chỉ là một quen tìm hiểu, được giới thiệu thôi, nhưng mà cảm thấy không hợp nên là cũng không có quen lâu. Nhà mối tình chính thức của mình được mấy năm? Dạ chắc cũng được 3 năm. 3 năm? 3 năm là dài, cũng dài đó. Rồi sao chia tay? Dạ chắc là định mệnh nó không đến. Không, bây giờ phải nói ra cái gì đó. Đúng rồi. Mình phải biết cái lý do để mình rút kinh nghiệm, để mình bù đắp cho cái mối tình. Dạ tại vì kế tiếp. Dạ tại vì lúc chia tay hỏi sao chia tay thì kêu là không hợp thì chia tay thôi. Nghĩa là cái bạn kia nói với em là không hợp thì chia tay. Dạ. Không? Rồi em cũng không tìm hiểu lý do tại sao không hợp. Dạ dạ cũng biết chứ. Thì, tại vì người ta cũng là giáo viên. Em trời thì đó, học thấp. Đừng nói là giáo viên nha, bên đây đụng chạm nha. Dạ bởi hồi nãy nghe cũng sợ. Còn mình sao, mấy mối tình? Dạ em thì chính thức thì em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà dạ. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên đó thì mối tình thời thơ ấu, mà nói chung em quen hơi lâu. Em cũng chờ đợi nhiều năm lắm. Mấy năm mà lâu? Chắc khoảng 7-8 năm gì đó. Là chờ đợi không đó hả? Dạ. Quen từ lúc nào tới lúc nào? Từ lúc cô ấy học khoảng lớp 12 á. Lúc đó như là em cũng mới ra trường thì phải. Là chờ 7-8 năm luôn. À, 6-7 năm luôn. Dạ. Rồi, mà chờ hoài người ta không nói năng tiếng nào hả thầy? Cũng có nói tiếng yêu thương. Nhưng mà cuối cùng người ta lo về cái việc gia đình người ta, rồi người ta đi làm xa hết rồi, người ta đi luôn. Nói thẳng là em cảm thấy là cũng do lỗi cho em một phần. Lỗi sao? Có thể là mình có là nhiều cái rồi, mình thứ nhất là mình không có hiểu người ta lắm. Cái thứ hai nữa là rồi người ta cũng không có hiểu mình lắm, nhưng mà cái quan trọng là mình không hiểu người ta, rồi có nhiều vấn đề người ta lại cho mình là khó, nhưng mà mình thấy là tốt, mình có không hiểu sao nữa. Trời, trả lời cũng không hiểu sao luôn á. Cái sự chia sẻ gọi là cái sự chia sẻ của người ta đối với mình nó chưa có gì lắm. Do đó mình không có hiểu. Đúc về câu nè. Dạ. Cuối cùng là mình tại lỗi do mình không hiểu người ta lắm. Câu này nãy em nói là anh nghĩ rằng câu này đúng. Dạ. Đó, bây giờ quan trọng mình phải hiểu người ta nha. Đó, rồi bây giờ chúng tôi đã biết được cái nguyên nhân mỗi người thiếu cái gì rồi. Chúng ta cần bù đắp những cái lỗi, những cái sự cố mà trong cái giai đoạn yêu lúc trước đó. Được chưa bà mối? Thật ra nãy giờ nói chứ cũng không hiểu gì hết á. Anh có thể nói nhiều thứ nhưng mà rút lầm câu nè. Là do thầy chưa hiểu đối phương. À, chỉ vậy. Do người đàn ông chưa hiểu phụ nữ. Mình đừng có đổ thừa cho ai hết. Tất cả là do mình chưa hiểu người ta. Chính vì thế nên
người ta cũng không cần hiểu mình luôn. Bây giờ cho hỏi nó thầy ơi. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ chào chị. Dạ thầy ơi, thầy mối tình đó thầy chia tay lâu chưa? Dạ thì chắc nay chắc cả hơn năm rồi chị. Hơn năm rồi hả? Dạ. Là quên hết chưa? Chắc không quên được đâu. Tại vì tính của em là trung thủy lắm. Quên thì không quên được, nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Cũng được. Dạ. Giờ sao cái vụ này tôi thấy bà mái bà mối bà bắt đầu tới rồi đó. Đúng rồi đó, không được nha. Thầy ơi. Có nghĩa là em nói là sạch, nhưng mà cái kỷ niệm á là mình không có quên được, mình giữ mình để đó làm kỷ niệm đẹp thôi. Ờ. Dạ ý em nói. Bây giờ ví dụ đi dạ. ngang qua đường cái gặp lại người yêu cũ rồi lúc đó lòng dạ mình nó làm sao? Dạ thì em vẫn chào bình thường, bạn bè anh em bình thường thôi. Chào có, em. Có xốn sang không? Thì chắc cũng bình thường thôi à, cũng như mọi người thôi à. Dạ chứ không có đến nỗi mà phải không xốn sang tình, lắm tình sâu nghĩa nặng lắm đâu. Nhưng mà tôi biết chắc là cũng xốn sang đó. Nếu như nói nãy giờ á là anh còn xốn sang. Cái này tôi hơi lo nha. Không, đó là tính cách của một người chung thủy. Người ta cũng còn xốn sang chút, chứ bên kia người ta lấy chồng rồi, không còn cơ hội gì đến, gọi là ván đã đóng thuyền rồi. Ở đây xốn sang cho thấy rằng là anh ấy đã yêu ai là yêu hết lòng luôn, cho dù người ta bỏ đi mình cũng yêu. Vậy là trung thủy. Dạ đúng rồi đó anh. Đúng không? Chỉ sợ cái là yêu quá rồi cái mai mốt gặp một cái người phụ nữ mới rồi cái hình bóng cũ nó vẫn cứ còn hoài không, rồi không, không. Áp đặt cái hình bóng cũ vô tại cái người mới lấy chồng thôi, lấy chồng thử năm đi là hết luôn. Thầy cho có thể nào cho em biết là cái hình mẫu lý tưởng của thầy nó là như thế nào không? Thực tế thì hình mẫu lý tưởng của em là em cũng mong muốn là có một người phụ nữ trong về ngoại hình đó là không có mập quá và cũng không có lùn quá. Rồi em thích phụ nữ tóc dài. Thầy ơi, thầy làm giáo viên vậy thầy có thích người bạn gái của thầy mặc áo dài không? Nói chung cũng rất thích người phụ nữ là mặc áo dài. Ông Mai thấy sao, hợp lý không? Hợp lý. Dễ thương, xinh đẹp, cười tươi, đàn trai xin phép chịu đàn gái. Vậy mà còn không chịu nữa là thôi luôn á. Rồi bây giờ nè, mình đàn gái mình nói về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Mẫu hình lý tưởng của em là như Huyền Linh á. Khuôn mặt tròn. Không sao. Thầy giáo có nét đàn ông hơn Huyền Linh. Thầy giáo đẹp trai trẻ cho mua Quyền Linh. Thầy giáo giỏi hơn Quyền Linh. Bởi vì thầy làm thầy, Quyền Linh chưa làm thầy. Thôi được rồi, tôi nè, thấy em là gái được. Ơi, bây giờ là cái điều gì mà mình không thích ở con trai? Dạ, không thích là nói nhưng mà không có làm. Nói được là phải làm được. Phải có chứng kiến, quyết đoán. Nghe nhưng mà không có gia trưởng, không bảo thủ. Được không? Dạ, ok anh. Ok. Rồi còn bên kia có điều gì không thích ở phụ nữ không? Không có điều gì không thích nói luôn. Phụ nữ nói chung đừng có dữ quá. Nói chung cũng đừng có cái tôi của mình lớn quá. Tại vì tính của em là cũng giả sử em có giận á, em giận chỉ có khoảng ngày à, làm quên à. Do đó mà cái tôi của phụ nữ lớn quá mà cứ giữ cái đó trong lòng hoài á, em năn nỉ hoài em cũng ớn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp. À, có mấy chị ngồi nãy giờ ngắm nghía rồi ha. Nhà trai thì cũng được đó. Cũng nói chung là chị thấy là chấm ok. Ok ha. Dạ. Còn có gì góp ý nhà trai không? Dạ góp ý thì chưa có góp ý được. Quen thì có cơ hội là quen xong mai mốt mình góp ý sao? Có gì nó quá đáng nãy giờ không? Dạ không. Thế thì... Rồi cảm ơn không? Không có gì góp ý nhà trai tôi dạ. Đúng không? Đi với ai? Dạ hôm nay thì em tới trường quay chung với chú của em, chú và một em nữa là em hàng xóm. Chào Nhật Lâm, chào dạ. Trinh Linh. Dạ. Chào mọi người. Tôi là chú của Trinh. Hôm nay được tham gia chương trình với cháu. Thấy nãy như chứng kiến cuộc hẹn hò của nói chuyện với là hai cháu, các cháu trong trường quay này thì thấy cháu gái này cũng hồi đủ cái chắc cũng thấy nhìn thấy cũng hồi đủ công dung ngôn hành ấy, cũng hôm nay mà kết hợp giữa hiện đại với truyền thống thì càng tốt, nên mong hai cháu
xem xét là có quyết định đúng đắn để đi tới tương lai. Rồi, cảm ơn dạ, chú. Cảm ơn chú. Bây giờ thầy giáo hít hơi thật sâu vô nha. Thở đều ra, mạnh mẽ lên, chuẩn bị dạ, gặp dạ, đối phương nha. Ha. Chúng ta có mở nhiều, rào nè. Có nhiều mình kêu nói hết nhiều nha. Dạ dạ. Giống như thầy giáo dạy sinh với lại kỹ thuật thôi nha. Coi như đứa học trò của mình đi. Cứ thoải mái lên nào. Mở rào. Lẽ phải đem bánh tráng tặng bàn, bánh canh tặng bàn thế nên muốn... Hôm nay thì anh ở đây thì anh cũng chưa có chuẩn bị gì được. Anh chỉ có bó hoa tặng em là... Dạ, cảm ơn. Em cũng gấp quá, em không chuẩn bị được nhiều. Anh cảm ơn. Em có món bàn nhỏ. Mình mở ra luôn. Dạ, anh có thể mở được không? Dạ, được. Hôm qua dễ thương quá. Nói chung nhà anh cũng có một cái máy may. Dạ, em không phải thợ may nhưng mà cái này ý nghĩa là sau này cái cuộc sống an nhàn và lúc nào cũng có nhau. Nếu như mà không đến em với anh không quen nhau thì chúc anh với ai đó cũng mới, sẽ có mới xui. Mới gặp mới xui quá, ta phải nói gì nó tích cực lên chứ. Dạ. Nói chung anh thấy em thì cũng rất là dễ thương. Anh có nhận xét gì về nhà gái không? Thật ra thì em rất là dễ thương. Nói chung là dễ thương, đẹp, nói chung ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu mà có cơ hội ấy, thì anh cũng rất muốn cùng em đi đi giá ngoại ở đâu đó cũng được. Nói chung em có thích đi giá ngoại không? Dạ, em thích, em đi thích đi kiểu nghỉ dưỡng. Ok. Mà giả sử anh làm không có tới, anh làm không tới thì có thể lúc đó em có thể nhắc anh. Nói chung tính của anh là lúc nào cũng kiên trì lắm. Có chắc tính em thì chắc có nhắc á. Mà không nhắc, không những nhắc ít mà có thể nhắc nhiều nữa. Nhưng mà em yên tâm, nói chung là những cái gì mà việc anh đã làm rồi thì anh sẽ làm cho dứt khoát. Do đó là cũng không phải mà chờ tới mức mà gọi là nước tới chân anh mới làm đâu. Thế hôn nhân gia đình quan điểm như thế nào em? Em thì lúc nào em cũng tôn trọng hạnh phúc gia đình hết. Nên là gia đình với em là quan trọng nhất. Cái gì không phải thì phải nói, giải bày cho nhau hiểu. Chứ không được giấu rồi xong rồi làm những cái gì đó sai trái. Thầy đi dạy xong về thầy có hay đi chơi với bạn bè rồi có hay đi uống bia rồi không thầy? Có lúc hồi trẻ đó chị, hồi trẻ đó thường thứ bảy chủ nhật đó là em cũng thường giao lưu với đồng nghiệp. Dạ. Nhưng bây giờ thì em cũng ba mươi mấy tuổi rồi, em thường thường em về nhà xong rồi em làm những công việc nhà không à, ví dụ như trồng rau này nọ đó để cho ba mẹ ăn. Yeah. Còn thời gian rảnh nữa thì em cũng có khả năng tập thể thao, lâu lâu đi chơi bóng chuyền một hai bữa gì đó. Thật sự mà em có một cái cảm giác gì đó thấy anh cũng được thì một tháng thì anh chắc lên ít nhất là hai lần. Thầy ơi, hai lần hơi ít thầy ơi. Thầy ơi, mình bây giờ mình 39 tuổi rồi, mình đâu có còn trẻ trung gì nữa đâu mà thầy tháng thầy lên hai lần rồi tới chừng nào mới đám cưới? Ta lên hai lần mà chất lượng. Một tháng lên hai lần phải lên nhiều không? Người ta xin phép hai lần, ví dụ tháng thì nghỉ phép là ta xin một tuần phép luôn, ta lên hai lần mỗi lần tuần được không? Quan trọng là chất lượng thôi chứ không phải là số lượng. Giờ em gái nhu cầu của mình là mình mong muốn mình hẹn hò là cái thời gian hẹn hò nó như thế nào? Bên đây là tháng lên có hai lần thôi đó. Em thì cũng không quan trọng về vấn đề mà anh đến nhiều lần hay không, nhưng mà quan trọng là có thật tâm hay không, nó mới quan trọng. Đúng cho rồi. Dù anh ở đâu đi chăng nữa mà phải có sự tin tưởng hay là chân thật với nhau đó, thì ở đâu cũng được. Đến một vài lần cũng được, không sao. Nhưng em quan trọng là thật. Nếu như mà có cơ hội thì phải thật. Rồi bây giờ mình nói về cái chuyện là ví dụ như hai anh ba, chị ba lấy nhau rồi muốn đẻ bao nhiêu người con. Trời sao cười không nhỉ? Giờ ưu tiên nhà gái nè, muốn mấy trai mấy gái, hay muốn trai không, hay muốn gái không? Dạ, cái đó không biết được. Thích trai hay gái? Không, mình phải dạ, nói thích ra. Con trai. Thích con trai. Còn nhà trai thích con trai hay gái? Dạ em thì em thích con gái. Vậy đẻ đứa trai đứa gái ha? Đúng, là quê. Làm như dễ đẻ lắm.
làm như nói muốn đẻ đẻ. Tôi hồi xưa tôi cũng nói vậy đó, y chang muốn đại đứa cái đó. Trời cho sao mình đẻ vậy, thấy không? Đừng có bắt buộc là phải phụ nữ phải đẻ. Phụ nữ đâu có quyền để đẻ con trai hay con gái. Phụ nữ cũng không có nhiệm vụ để đẻ con trai hay con gái. Yeah. Mà đẻ con nào hay không là do trời ban thôi, do bề trên. Thành ra cái chuyện mà áp lực con trai con gái á, cần giải quyết. Ưu tiên cho bạn muốn đẻ gì đẻ. Còn đẻ không được, lỡ đẻ không đúng thì cũng phải chịu thôi. Hả? Yeah. Được chưa? Thông suốt giờ cái vấn đề này thông suốt nha. Yeah. Dạ dạ. Không, không có bằng mọi giá nha. Khoái con gái mà cứ đẻ hoài, con gái đẻ hoài thành một đám con trai cũng mệt lắm á. Mà hãy muốn con trai mà cứ đẻ hoài con gái một đám con gái thì cũng mệt. Trai gái là số phận rồi nha. Dạ. Nhưng mà con gái cũng dễ thương thôi, để con gái cứ đây hai đứa con gái à. Em 7 rồi. Bây giờ kêu đó. Đẻ. Hả? Bên đây là một đàn gái nè. Nhà mấy ai chị em gái? Dạ 7. 7 chị em gái hả? Trời ơi dữ. Sao chị em gái thương yêu nhau không? Để con gái đỡ lắm, chăm sóc. Người lớn khỏe. Ông Mai tôi thấy thầy giáo của tôi là quên thầy giáo của ông là cứ nhấp nháp nhởm chắc là muốn qua rồi đó. Muốn qua để mà nắm tay nắm chân tiếp xúc gần. Mà nãy giờ đứng lên qua. Mai bà mối cứ đứng nói chuyện hoài. Bây giờ nắm hai tay đây cô em gái cái đó đây tay này. Đó. Bây giờ là đó. Đây. Đó. Rồi cái này nha. Hai người nhìn thẳng vô mắt nhau. Mình nói hết những cái gì mình suy nghĩ về cô này, nói cho cô biết ha. Bây giờ suy nghĩ sao em dễ thương, em thế nào như thế nào đó, thế nào em cần gì đó, nói hết rồi xong cô nói ngược lại. Anh thấy em cũng rất là dễ thương, thì những cái mong muốn của em thì anh làm được. Nếu mà thật sự mà em có một chút tình cảm đối với anh đó, thì em cứ tin tưởng anh. Yeah. Anh sẽ cố gắng. Thì theo như anh nói thì cũng có em cảm thấy nó cũng thật, thì nếu như mà được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu, tại vì em cũng có tuổi mà anh cũng có tuổi rồi. Hay lắm, hai cái bàn tay từ từ lúc còn thẹn thùng á, sau đó họ nắm chặt lấy nhau và bấm lẫn nhau khều khều nhẹ nhẹ lướt qua cái bàn tay, trời ơi đã lắm. Đấy, tình yêu bắt đầu từ những cái điều đó. Thật ra cặp đôi này mọi người thấy rất tự nhiên, lúc đầu có hơi bẽn lẽn xíu nhưng khi họ nắm tay nhau rồi đó, bắt đầu có một chút gì đó cảm xúc rồi đó, nó thay đổi liền. Chúng tôi không hề có một kịch bản nào cả, tất cả đều xuất phát từ tận trái tim của mỗi con người với nhau thôi. Còn bây giờ, nó sẽ là sự quyết định cũng từ trái tim của mình. Không biết là hai anh chị có bấm nút hay không, nhưng riêng cảm giác của bà mối hiện tại á, thì thấy hai người như sanh ra là dành cho nhau á. Hai người chờ đợi để mà được gặp nhau trong cái ngày rồi. Hôm nay. Nên là hai bạn cứ suy nghĩ, cảm nhận về những cái giây phút vừa qua, cảm nhận về những cái quan điểm của nhau. Nhà gái, bà mối lại đây tôi nói chuyện chút xíu. Dạ. Dạ. Mình thấy sao? Tôi thấy được. Tôi thấy hai bạn này rất là hợp nhau nè, đẹp đôi nè. Có rất là nhiều cái chung với nhau. Và quan trọng là hai người này có cái sự sâu sắc rất là nhiều. Thật ra nhà trai rất chịu nhà gái từ giây phút ban đầu. Cái bẽn lẹn, cái thẹn thùng, cái dịu hiền ha, cái phúc hậu của người phụ nữ đó, nó đều hiện lên gương mặt của nhà gái. Mà nhà trai tôi cũng tự chịu nhà trai tôi luôn. Nhà trai tôi chân thật, bản lĩnh. Nhà gái bên đây thì rất là đảm đang, công dung ngôn hạnh. Là Lan xin đảm bảo luôn là nhà gái rất là đầy đủ luôn á. Nhà trai tôi là giáo viên chín chắn, thấy không? Hứa là chắc như bóc, nói cái gì làm cái đó. Nói tóm lại là tôi thấy được luôn rồi đó. Còn tôi thì nói tóm lại là tôi thấy thầy của tôi là muốn bấm dữ lắm rồi, cứ nhấp nháp nhởm hoài từ nãy giờ. Bây giờ mình đếm tới 3. Muốn bấm thì bấm, để tay nút bấm với thầy giáo. Dạ, dạ, quyền quyết định của hai người. 1, 2, 3. Trời, cô giáo bấm chậm quá. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Nào, bây giờ chính thức là hai người hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay đi nào. Bây giờ đó, đồng ý hẹn hò là đồng ý để có thể tìm hiểu nhau, trao nhau những cái lời yêu thương ngọt ngào. Nó nắm tay
giờ lên đó, giờ thì nắm tay công khai được rồi. Công khai rồi đó, đó đúng rồi. Nào xen vô, xen cái tay vô. Đó đúng rồi đó. Ôi, bây giờ nè, ở Khánh Hòa ba mẹ cô gái, gia đình cô gái cũng đang xem. Bây giờ em hướng về đó, em nói là thưa hai bác, thưa gia đình, hôm nay tụi con chính thức hẹn hò với nhau, xin phép gia đình rồi hứa gia đình gì đó, coi như gia đình đang có mặt ở đây đó. À, con xin cảm ơn bên gia đình bên đàn gái, con sẽ cố gắng làm. Thì tụi con là cũng không có còn mà nhỏ nữa đâu, những cái gì mà con hứa được làm được đó thì cố gắng thì đem lại hạnh phúc cho em. Để con xin hết. Em tên gì nhớ không? Nhớ không? Không nhớ luôn. Rung quá. Từ nãy giờ cứ xưng em không à, nên nhà trai rung quá. Chưa chắc nhà gái nhớ tên nhà trai nữa. Trình. Dạ nhớ chứ. Nhớ không? Dạ nhớ. Tên gì? Dạ tên Trình. Trạng Trình nữa ha. Trinh Trình. Trinh Trình dễ nhớ quá. Cứ thêm vô Quyền là mình, bỏ vô Quyền là sai rồi, đúng không? Phải tên gì? Dạ. Anh muốn được vợ như gì? Như ý. Như ý hả? À. Không, này bà mối bà quên tên rồi đấy chưa? Như ý nha. Dạ. Như ý. Thực ra nãy giờ mình theo đuổi câu chuyện mình quên tên luôn. Luôn á. Rồi giờ nhà gái có muốn nói gì không? Thấy anh hơi lạnh đúng không? Tại không biết sao mà nó trong tình yêu nó vậy đó. Cảm xúc giờ sao? Cần nữa bà cười không à? Nói chung là bà đang rất là hạnh phúc, không rất là vui. Cặp này rất là hợp luôn. Cặp này là theo phong thủy Tý Sửu dòng mẹ Thìn Thị Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Được. Còn được, biết sao nó được. Hai được. Người cố gắng lên nha. Được ngang xương.